cô Lệ á, bác Sáu. Đi đón cô Lệ đó. Trời ơi, bữa nay gặp cô độc vét ghê không? Cô Lệ. Bây giờ ra cổng đợi hay sao bác Sáu? Ra cổng đợi. Chắc cũng gần tới à. Vậy đó hả? Nhắn tin rồi, có nhắn tin rồi, cô Lệ sắp sắp đến. Ôi ơi, bác Sáu hôm nay làm gì cười tươi với bác Sáu? Cô mà Võ Lệ đêm hôm có điện bác bữa nay bà xuống nè. Nay xuống. Bữa nay xuống đó. Nói có điện nói chuyện điện thoại hôm qua nay xuống à. Bữa nay bà xuống thăm cho biết chỗ ở của mà bác Sáu. Xuống là vậy là hôm nay đàn gái xuống đàn trai ha. Bữa nay đàn gái xuống đàn trai đó, mình có lời mời hôm qua mà. Có lời mời. Bà làm gì nhanh dữ vậy? Bà nhận lời mời mình, bà sáng nay bà xuống. Cho nên đêm hôm làm cho con tim mình nó thôi thớt hớt ngủ không được á. Ngủ không được, ra vô ra vô tới dồn cái cổng hoài. Không một bữa sao mà không dồn cổng, bữa nay dồn hoài vậy đó. Hôm nay cô Lệ xuống thăm bác Sáu ha. Cô Lệ xuống thăm đó. Đó. Bác Sáu thấy sao? Thấy hôm qua nói chuyện sao? Thấy cũng hợp tình hợp lý, rồi nói cũng vui vẻ lắm. Mà có một cái điều đó nha, là làm cho mình hết sức xúc động. Mình nói chuyện rồi cổ rơi nước mắt, cổ lau nước mắt liền liền nhá. Không biết cổ có giận mình hay hoặc cổ tuổi gì đó, nhưng mà theo mình xét thấy chắc là mà nghe mình nói chắc bà suy nghĩ lại đó, bà đo lường lại đó mà. Cho nên chắc là bà có cái gì đó bà buồn vui đó, cho nên bà rơi lệ. Lệ mà rơi lệ. Cho nên cũng bình thường hả? Đi đâu vậy? Cũng sinh hoạt cái bình thường, đi lát đi chợ. Nghe đi chợ mua đồ về để mình cũng nhắm lấy ai đồ dùng bữa cơm cũng đơn sơ thôi. Đãi cô Lệ hả? Đãi cô Lệ rồi đàn gái. Đãi đàn gái rồi cũng cùng các cháu nữa. Đó, coi như bữa nay là một cái ngày coi như là gặp gỡ á, là cũng là duy nhất đó. Ra mắt đó. Cho nên là cũng vừa là cũng nhắm một miếng gọi là lót dạ, rồi cũng là một cái kỷ niệm nó không quên được cái ngày này. Nói chung là cô Lệ nói bác Sáu là hôm nay cô Lệ xuống để biết bác Sáu, nói chuyện ngoài đời trực tiếp luôn, rồi xong rồi biết nhà cửa luôn. Đúng là vậy đó. Thì có nhiều người cũng xem được bình luận mà mấy hôm nay anh em con đăng tải lên đó, có nhiều bình luận nói rằng chú hay cẩn thận thế này thế kia đó. Nhưng mà anh em con là một cái người ta kết nối thôi. Còn chuyện mà hạnh phúc của mình là bác Sáu với những người khác người ta có thể tự chịu ha. Chứ anh em con không có xen vào, phải tìm hiểu kỹ, mất công rồi mới hốt lỡ có chuyện gì là nó không có công mệt lắm. Thì hồi tối giờ bác Sáu ngủ không được luôn hả? Ngủ không được, nó rộn ràng ở trong cái con tim mình sao á. Trời ơi, vậy làm là rồi. Làm hồi lúc mình đôi mươi 18 vậy đó. Vậy là nói là có bài hát rồi, rồi con tim đó vui trở lại rồi. Bởi vì ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ là cái ngọn lửa tình yêu làm thắp sáng lại. Ngày gì đây? Thắp sáng lại cho nên mình thấy nó rạo rực con người mình dữ lắm. Nó làm sao á, không tả được hết đâu. Tối ngủ được không có sao? Ngủ không được á. Nôn tới sáng hả? Nôn hết. Nôn cũng như là hồi mình trai tơ mình đang hẹn với một gái mà mới vừa lớn lên vậy đó. Trời ơi. Người ta 30 năm mới chờ ngày này. 30 năm mới chờ ngày này đó. Bữa nay ngày này là ngày là giờ phải nói giờ vàng ngọc á. Là bà Sáu gung được. Bà Sáu gung không? Gung muốn à? Gung hả? Gung mà xúc động á. Để đặng mà mình gặp với một cái người mà mình đã chưa từng biết mà cũng như đã biết, là biết trên cái lời nói rồi biết trên cái cử chỉ, cũng có những cái mình chấp nhận là hợp với mình đó, cho nên mình làm cho con tim nó rộn ràng dữ lắm. Hôm qua thấy mưa gió quá trời luôn mà bóp luôn ghê thiệt. Bởi vì người ta nói mấy bà già xưa nói đó, thật sự ra tới bây giờ con chưa có tiếp xúc được cái câu chuyện đó là những tuổi trẻ nó không hiểu được cái tuổi già, tại vì tuổi trẻ nó chưa có già để hiểu được câu chuyện người già. Nhưng mà bây giờ con thấy bác Sáu nói là con thấy cảm nhận được cái điều đó rồi đó. Đúng. Bởi vì á, cái tình yêu mà cái tình yêu tình thương thì nó không khác biệt đâu. Trẻ thì nó có tình yêu của trẻ, mà già nó có tình yêu của già. Nhưng mà khi cái tình yêu của già thì nó có dày dặn kinh nghiệm hơn.
nó trầm tĩnh hơn đó. Bởi vì đã là bên nào cũng có con có cháu, có tới cháu cố nữa, cho nên cũng mình cũng cố để dàn xếp trong lương tâm, hoặc mình cũng dàn xếp cái trạng thái để nó bình tĩnh, chứ không phải mà như là cái tuổi trẻ mà nó mang tính bồng bột, nhưng mà mình thì nó dày dặn cái đường đi nước bước của mình, nó khiêm tốn và nó có cẩn thận hơn của tuổi trẻ. Nhưng mà thật ra thì trong cái con người nó yêu đương thì nó cũng giống nhau, nhưng mà khác nhau là cái tuổi thôi, nó khác nhau cái tuổi, tuổi trẻ với tuổi già thôi. Nhưng mà ông bà tao có câu tao nói mà, gừng càng già càng cay, thấy không? Đó, gừng càng già càng cay, còn mình càng già càng tình cảm càng thấm thía hơn và càng hiểu hơn của tuổi trẻ. Càng dài hơn chứ bác nè. Cũng kết hợp luôn. Càng già càng dai càng dẻo nữa. Mà không phải mà dẻo là cứ nói mà nó dẻo những cái thuộc về mà mình đã quan hệ với nhau nữa. Rồi nó sẽ bền bỉ ha. Rồi nó sẽ là lưu luyến với nhau, nó thấm đậm cái tình thương dữ lắm. Nè, câu hỏi thiệt cái bác Sáu nè, tối ngủ có nằm mơ không? Có chứ. Có mơ luôn. Có mơ chứ. Rồi. Mình suy nghĩ bây giờ mình cũng gặp cái người mà cũng như là tương đối là giữ ý của mình. Nó cũng tương đối giữ ý của mình. Nhưng mà mình để gặp mặt coi như thế nào đó, nhưng mà mình có cái hồi hộp đó. Có cái lo. Bác Sáu với cô Lệ là ai lớn tuổi hơn ta? Mình lớn hơn chục tuổi. Bác Sáu lớn hơn 75 rồi. 75 hả? Ừ. Trời. Nhìn tưởng là 65 không chứ. Mà không biết làm ăn được hay không, cái quan trọng không? Còn được. Được không? Còn được chứ. 30 năm để dành. Coi như mình tích lũy rồi. Mình tích lũy rồi mình để dành rồi. Đó. Đạn là đầy đủ ha. Không cần thuốc men hết trơn, chỉ cần ăn mặt. Ăn nhiều thôi. Bữa nay gặp mặt á, có bác Sáu cho con anh em tụi con hỏi là mình xuống là tìm hiểu cái vấn đề là như là tính cách, tình cảm. Rồi bác Sáu có dự định là lụm luôn không? Cái đó thì mình cũng có tính rồi chứ, nhưng mà để xem coi cái thuận buồm xuôi gió thế nào, thấy không? Nếu mà thuận buồm xuôi gió thì mình thả luôn. Kêu vậy nước trôi đâu mà trè ơi, nước chảy thì bèo trôi hả? Nước chảy bèo trôi. Đó. Nhưng mà bác Sáu có dự định là hôm nay là đãi cô Lệ những cái gì không? Thì chắc cũng cháu gà cháu vịt gì đó. Vậy xíu 6 giờ chuẩn bị đi chợ hả? Chuẩn bị đi chợ. Cô Lệ khoảng mấy giờ xuống tới sao? Nghe nói thì chắc cũng 8-9 giờ gì đó. Làm mình nó nôn nao trên đó nha. Nó nôn nao. Anh em con cũng nói bác Sáu như thế này nè. Thôi bác Sáu ở sống đây có một mình bác à. Ví dụ bây giờ đó là mình mua có con gà này nó đơn giản thôi. Nấu cháo rồi hai người ngồi ăn, rồi anh em con ngồi ăn là được rồi. Thôi đừng có mua cái này nhỏ nó nhiều, tại vì bác Sáu không biết nấu nướng đâu, mà không biết là cô Lệ biết nấu được hay không nữa nè. Cô Lệ nói là hồi xưa là cô đi nấu đám mà ở xóm á. Nhưng mà cô lớn tuổi rồi, bây giờ không biết cô Lệ nấu được hay không. Bây giờ bác Sáu là chuẩn bị đón đàn gái ha. Quan trọng cái con của nó, bác Sáu thấy như này nè, giờ bác Sáu thì cũng tuổi cũng lớn, tuổi xế chiều rồi. Cô Lệ thì cũng vậy. Thì như là con thì giờ không có gần gũi bác Sáu, ở có một mình. Thì như là con chăm ông cũng bằng cái gì, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đúng rồi. Thì bác Sáu xem cái tình hình đó là bây giờ coi có hợp tính tình không, tình cảm thì như là đó. Có hợp hay không? Dạ. Thì mình có thể là tiến tới giờ để hai ông bà hữu hỷ có nhau, chứ giờ bác Sáu ở đây bằng đêm cũng có mệt, tụi con cũng lo lắm. Thì mình cũng tính vậy đó. Đó, lâu rồi đó, nhưng mà nó chưa có đạt. Dạ. Chưa có đạt chứ chưa có gặp đối tượng, nhưng mà bây giờ thì gặp đối tượng thế này thì mình thấy cũng tương đối lắm, tương đối có thể gần gũi nhau được. Dạ. Và bước đi con đường dài. Dạ. Những cái gì mà cái năm tháng mình còn lại chứ còn mình đã có suy nghĩ rồi, không có cái gì bằng tình chồng vợ hả. Con cái gì chứ đâu bằng tình chồng vợ, mà tình chồng vợ thì nó mang cái tính là tình thương tình yêu với nhau. Có khi cái bữa ăn cơm mà dán một người ăn không được nữa. Yeah. Hoặc là dán một người là ngủ
cũng không được nữa. Dạ đúng rồi, à, người kế bên ngủ tối nằm hôm mà lăn qua cái rồi trống trơn là buồn. À trống trơn là buồn rồi đó. Đúng rồi. À đó, cho nên nó mình cũng muốn cái đó dữ lắm á, nhưng mà chưa có đạt. Dạ, theo như cái tỷ lệ mà hôm nay á là cũng lệ xuống đây á, giá mỏng có 6 gặp mỏng có 6 á để tìm hiểu á, thì hôm nay là cũng trao đổi qua điện thoại mấy lần rồi. Có. À, bác ra bác có nghĩ là tình cảm của bác là dành cho cô Lệ nhiều lắm không? Có chứ, tôi sẽ nghiêng chút về bên cô Lệ đó. À, nghiêng chút gần cô Lệ đó. Đè cô Lệ luôn. À, để đặng cho cái thiền tình cảm đó là nó đi đến một cái bờ bến đó mà mình đã chọn. Dạ. À, đã mơ ước từ lâu đến giờ. À, mấy mươi năm rồi chứ không phải mà gần đây. À. Con cũng khuyên bác Sáu như thế này. Cái chuyện tình cảm đó thì ai cũng muốn, nhưng mà ở đây anh em con khuyên bác Sáu một cái điều như thế này. Mình khi mà đến người phụ nữ á, mình phải tìm hiểu kỹ, bất công mà lỡ ra mà trường hợp sau này nó bị này nọ đó thì nó không sầm. Cho nên là mình đừng vội vàng với bác Sáu, đừng như thời mà còn 17, 18 tuổi nha, cứ gặp nhau là hốt rồi không hốt không sầm nữa, tại mình lớn tuổi rồi. Nhưng giờ anh em tụi con á chỉ là một cái nhịp cầu chứ mà nói cho bác là cái cô Lệ thôi, còn cái chuyện tình cảm thì giờ bác cứ tìm hiểu cho kỹ cho sâu xa rồi bác hẳn đưa ra cái quyết định cuối cùng. Nói chung là tạm thời bây giờ là mình tìm hiểu thôi. Nói chung là hôm nay là cô Lệ xuống đây để giáp mặt, để biết hai bên biết nhau rồi tìm hiểu, rồi khoảng ví dụ như họp hợp khoảng vài tháng sau mình mới tiến hành, chứ đừng mấy tiếng đồng hồ tiến hành nha. Đúng, bởi vì ông bà ta có câu á, ta nói là mưa lâu mới thấm dầm, thấy không? Còn mình nướng cũng vậy, nó nướng mà nó tiêu riêu thì nó sẽ chín, còn nếu mà mình mà lửa nó áp quá thì nó chỉ chín một bề ngoài thôi chứ trong không chín. Cho nên trong cái mà của các cháu cân nhắc cái đó là một cái lẽ phải, và cái đó một cái kinh nghiệm hết sức là tốn kém cái thời gian để suy nghĩ cái đó, chứ không phải mà mình cột gột nó. Cho nên cái gì cũng vậy đó, mà mình phải đào sâu suy nghĩ đó, rồi cũng phải lựa lời, rồi mình cũng phải để xem trước đoán sau đó, rồi để hiểu cho nó thấu đáo với một cái tình người với nhau đó, rồi mình sẽ gắn kết với nhau đi đến cái chỗ là coi như là cái phản đời mà nó còn lại đó, cũng không bao nhiêu năm nữa. Ví dụ như một người thì cũng trên 70, người cũng trên 60 rồi, thì cũng 5-10 năm nữa cũng phải nhắm tay mắt xuôi tay theo ông bà. Cho nên mình phải chọn lựa, rồi mình phải suy nghĩ xem xét, rồi phải bỏ lên bàn cân mình cân nhắc như thế nào. Mà bác Sáu có biết được chuyện mà 3 tiếng đồng hồ của cô Lệ chưa? Mình nên nói cho bác Sáu biết đi ha. Đúng rồi. Thì cái cô Lệ á, bác Sáu cũng có theo dõi những cái đoạn video của tụi con này ha. Thì cô Lệ á là trước khi lên mạng kết nối Phương thì gặp một người chú cũng là khoảng U75, thì hai bên gặp nhau trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi thì dẫn lên xã kết hôn đó. Thì sau khi kết hôn á, thì mấy ngày sau làm cái lễ đám cưới, thì ông chú đó mới bơm hàng á là tặng cho cô Lệ là 2 cây vàng, còn là vàng giả không, với 1 cái đôi bông vàng thật thôi. Thì sau khi xảy ra sự việc đó, tới ngày mà cô Lệ bị bệnh á, thì cô Lệ nhập viện thì mang cái số vàng đi bán một chiếc nhẫn để bị bệnh, thì phát hiện ra tất cả người thằng giả, chỉ có đôi bông và vàng thật thôi. Thì thông qua cái câu chuyện đó, bác Sáu thấy cô Lệ có gấp gáp và quá hay không, và bác Sáu thấy câu chuyện này thế nào á, thì bác Sáu có sợ không? Nói chung đó thì cái đó thì cũng do thôi, do giữa hai người đó. Cho nên mình suy nghĩ đó, ví dụ như anh ta ảnh hơi háo thắng quá. Dạ. Yeah. Háo thắng quá, ảnh muốn để leo bước lên một cái thân xác một cái người đàn bà. Cho nên ảnh vừa thương mà vừa nghi, thấy không? Yeah. Vừa thương mà vừa nghi. Thương thì có thương mà nghi. Cho nên anh ta mới tạo cái dàn giả. Dàn giả mà nếu mà sẽ bước lên một cái thể xác một cái người đàn bà như vậy đó, mà nếu mà trung thủy
là khiêm tốn ở với nhau dài, thì anh ta đó sẽ suy nghĩ lại, là anh ta mới nói là cái này đó anh cũng sợ em, cho nên anh mới đưa cho em cái vàng giả đó. Ông tự thú lại. Còn nếu mà mà thấy mà hai người mà không có bền duyên á, thì quýt nhau thì coi như cái đó xù à, thì cho nên có hai cái này. Nhưng mà bởi vì cái tìm hiểu nó ngắn quá à, mới có mấy tiếng hồ lên chính quyền địa phương rồi trình bày rồi ổng cho cái trang sức nữ trang như vậy đó, cho nên á là nó cũng vừa thương mà vừa nghi ngờ, cho nên cái đó mình cũng là một cái kinh nghiệm nè. Bên đàn gái chụp hình gửi cho anh Phú nè, mới mặt mặt đồng luôn nè. Bác sáu xong rồi, xong rồi để bắt kiến đen rồi luôn, kiến râm. Trời ơi. Đang ở bến xe miền Tây nha. Trời ơi. Sao cảm nhận sao bác sáu? Ôi giời ơi, chú cho ơi. Chú cho ơi, miền Trung mới thấy nè. Trời ơi, đẹp người như thế à. Trời ơi, chú cho ơi. Thôi bị ngay à, chết ngay rồi. Không có tấm hình đâu rồi. Trời ơi, quá trời luôn nè. Mọi người ơi, trời ơi. Cô Lệ đang chuẩn bị đi tới nha mọi người. Chú cho ơi, cô dâu xứng đáng quá này ơi. Rồi bây giờ chắc cũng gần đi tới bến xe rồi đó. Bác sáu đi chợ đi nha. Rồi thôi đi chợ. Rồi. Rồi vậy chứng kiến đó là cô Lệ vô rồi đón cô Lệ vô đây tiếp chuyện. Rồi xem cái tính tình của cô Lệ như thế nào đó đó. Rồi. Nhưng mà con thấy cái tình hình bác sáu mê mẩn rồi. Rồi. Gọi của anh em mình nhảy qua mà. Rồi bây giờ là thôi bây giờ anh em mình tắt máy cho bà bán đi chợ đi ha. Rồi hẹn mọi người ở cái video kế tiếp nha. Thôi để đi chợ mua đồ đặng đón đàn gái. Đón đàn gái. Rồi bác sáu đi chợ về. Bác sáu về. Chào cả nhà. Vui vẻ quá. Chào. Bác sáu đi chợ về đó hả? Đi chợ mua gà. Ôi ôi đàn gái thôi. Nữa nấu một cái lẩu cháo đại bên đàn gái. Đại còn gắn cái bếp giùm Sáu rồi. Để nói chuyện cho rõ ha, đây gần chợ ở gần đường á. Sáu đi chợ mua gì á? Trời ơi mua gà quá ngon. Mua gà ha, mua gà để đẩy cô Lệ ha. Đẩy cô Lệ bây giờ thì bên đàn gái. Đàn gái đi tới chưa? Cũng sắp tới rồi ạ. Sắp tới hả? Thôi bây giờ mình vô nhà đi. Rồi tiếng này ngon à, hôm nay vui rồi. Vui rồi. Hôm nay là ngày nhà này có tay phụ nữ dọn dẹp rồi, có mình bác sáu dọn dẹp không được luôn. Bữa nay là ngày vui nhất á. Giờ vui nhất ha. Quá vui rồi.